Trong chương trình hôm nay, mới đây, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Canada đã cấp bảo hộ nhãn hiệu cho trái dừa xiêm xanh và bưởi da xanh của Bến Tre. Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre là chủ sở hữu của hai nhãn hiệu chứng nhận này. Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Bà con phấn khởi khi địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Nhờ bảo hiểm y tế giảm hơn phân nửa thì đỡ, không có bảo hiểm thì đóng hơn 100 triệu đó, không có tiền đóng luôn. Xin kính chào quý vị, tôi là Nga Quỳnh, rất hân hạnh được chào đón quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Về miền Cửu Long. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi chương trình để cập nhật những tin tức về con người và đời sống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị sẽ bắt đầu chuyến hành trình về miền Cửu Long với chuyên mục Cửu Long Du Ký. Thực hiện nghị quyết số 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Khi nghị quyết đi vào cuộc sống, giờ đây đồng bào đã được trợ lực, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất, an tâm để phát triển kinh tế gia đình. Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, Sóc Trăng tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc đã mang lại kết quả thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng chính sách an sinh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng hình thức bảo hiểm y tế, qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số không còn lo lắng khi bị bệnh vì đã có những tấm thẻ bảo hiểm y tế để đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, cải thiện cuộc sống. Vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh với căn bệnh nhồi máu cơ tim, tuy nhiên mẹ của bà Phương phải đặt hai tên mới có thể đảm bảo về sức khỏe. Đây là loại dịch vụ đặc biệt, gia đình phải đóng một phần theo luật bảo hiểm y tế. Nhờ bảo hiểm y tế giảm hơn phân nửa thì đỡ. Vậy định không có bảo hiểm thì đóng hơn 100 triệu đó, không có tiền đóng luôn. Trước đây, một bộ phận người dân còn xem nhẹ bảo hiểm y tế vì nghĩ rằng sức khỏe mình tốt, không cần gấp phải mua. Thế nhưng hiện nay, người dân xem bảo hiểm y tế là sự an toàn tài chính khi gặp phải vấn đề về sức khỏe không mong muốn. Xét nghiệm máu làm gì, chụp hình làm gì cũng không đóng tiền, bởi vậy cô mới an tâm đó. Mình già rồi mình bệnh tùm lum hết cậu ơi. Nửa tháng đi rằng đó, tại nhờ có bảo hiểm, nhà nước lo cho bảo hiểm người dân tộc Khmer đó, cô mừng đó, mừng dữ lắm luôn á. Về chất lượng khám chữa bệnh hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ theo đề án bệnh viện vệ tinh, nên đã thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật vượt tiến, tạo niềm tin cho người dân trong tỉnh. Mức độ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc trong thăm khám sức khỏe ngày càng tăng. Ngoài ra là bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã ký hợp đồng với 28 cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm một phòng khám đa khoa khu vực và 139 trạm y tế xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó thì giúp người dân thuận tiện trong việc khám chữa bệnh tại nơi gần nhất, kể cả các vùng sâu vùng xa. Theo quy định chung thì người đồng bào dân tộc khó khăn sẽ được hỗ trợ 70% tiền bảo hiểm y tế. Riêng tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra nghị quyết hỗ trợ cho người dân đồng bào dân tộc thêm 30%, tức nghĩa được 100% bảo hiểm y tế. Việc này đã chia sẻ với bà con người dân tộc để cho bà con người dân tộc tiếp cận với bảo hiểm y tế tốt hơn. Điển hình như gia đình 5 người của bà Lâm Thị Lức, điều kiện kinh tế khó khăn, chưa bao giờ bà dám mua đầy đủ bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Do biết rằng bảo hiểm y tế là có lợi với căn bệnh tuổi già, bà xem bảo hiểm y tế là chỗ dựa vững chắc. Có tiền đâu mua, tới 5 người. Thành ra cháu tôi đi học, tôi mua có 6 tháng à, có 300 mấy à. Mua có 2 người à, tôi với 2 thằng cháu à. Rồi ổng đâu có mua. Tới chừng giờ có bảo hiểm này tôi mừng lắm, mừng thiệt là mừng. Nhờ bảo hiểm này không thôi tôi chết rồi. Mức hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết số 09 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng không bao gồm 70% ngân sách trung ương đảm bảo, hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm sử dụng nguồn ngân sách tỉnh.
cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời hiệu quả, các cơ quan đã phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội rất chặt chẽ trong rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng. Năm nay đã cấp thẻ cho hơn 416.000 người, chiếm trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề này thì chúng tôi thấy rằng là có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đối với hộ cận nghèo, để qua đây thì họ như là có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng được cái chính sách bảo hiểm y tế. Và qua đó cũng góp phần cho cái việc phát triển cái diện rộng về bao phủ cái bảo hiểm y tế toàn dân. Nghị quyết số 09 năm 2023 Hội đồng dân là quyết sách hợp đồng dân. Việc hỗ trợ bảo hiểm y tế của ngân sách địa phương hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, qua đó góp phần duy trì phát triển diện bao phủ bảo hiểm y tế, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe đối với người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Về miền Cửu Long được phát sóng trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị sẽ tiếp tục chương trình với những tin tức trong chuyên mục Năng động Cửu Long. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 10, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo Năng lượng mới và năng lượng tái tạo, tiềm năng và nguồn lực đầu tư. Đến dự có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Thưa quý vị, với bờ biển dài 65 km, tỉnh Bến Tre có tiềm năng lớn để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện dự án khu tổ hợp Hydro Xanh Bến Tre làm dự án thí điểm cho ngành công nghiệp sản xuất Hydro tại Việt Nam, cùng với các dự án điện mặt trời, điện gió tự sản, tự tiêu, cung cấp nguồn năng lượng đầu vào cho khu tổ hợp Hydro Xanh Bến Tre. Hội thảo lần này được tổ chức nhằm phổ biến những định hướng phát triển của Việt Nam về năng lượng tái tạo và hydro xanh, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và tiêu chuẩn của quốc tế về dự án hydro xanh, đồng thời thông tin, quảng bá và giới thiệu những lợi thế, so sánh những tiềm năng, cơ hội và chính sách ưu đãi của tỉnh Bến Tre đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo sự quan tâm, thu hút, huy động các nguồn lực phát triển nguồn năng lượng sạch, đánh dấu bước phát triển mới của công nghiệp năng lượng tỉnh. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Canada đã cấp bảo hộ nhãn hiệu cho trái dừa xiêm xanh và bưởi da xanh của Bến Tre. Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre là chủ sở hữu của hai nhãn hiệu chứng nhận này. Cụ thể, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Canada chấp thuận bảo hộ độc quyền cho hai nhãn hiệu Bến Tre Pomelo & Device cho bưởi da xanh và Bến Tre Coconut & Device của dừa xiêm xanh. Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận là tài sản trí tuệ, công cụ pháp lý để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu. Việc được công nhận bảo hộ nhãn hiệu là tiền đề để nông sản thương hiệu Bến Tre xuất khẩu. Các sản phẩm dừa của Bến Tre đã có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu, Mỹ, Trung Đông. Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80.000 hecta diện tích trồng loại nông sản này, trong đó 25.000 hecta dừa hữu cơ. Với bưởi da xanh, tỉnh có 16 vùng trồng trên 366 hectare. Bưởi da xanh Bến Tre được đánh giá có chất lượng hàng đầu trong các vùng trên cả nước. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, An Giang, một trong những địa phương thu hút nhiều khách du lịch nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, khi chỉ trong 9 tháng đầu năm, địa phương này đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách và đạt doanh thu gần 9.700 tỷ đồng. Du khách đến với An Giang không chỉ vì nơi đây có các danh lam thắng cảnh, mà họ còn bị hấp dẫn bởi các sản phẩm về văn hóa đặc sắc của địa phương. Ngoài lễ hội Tía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đông đảo người dân biết đến, vài năm trở lại đây, hội đua bò của đồng bào Khmer cũng trở thành sự kiện văn hóa, thu hút hàng vạn du khách đến với vùng đất Tất Sơn. Họ nói là rất là hào hứng, rất là thích những cái đôi bò, họ nói là tuyệt vời quá, chạy đúng, nhìn thấy đã. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng xuống tận đây để lần đầu tiên mình muốn được chiêm ngưỡng cái đua bò như thế nào. Hàng năm vào dịp lễ Sendonta,
thì các anh ngành chức năng của tỉnh phối hợp để tổ chức để mà giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer, để tạo điều kiện cho đồng bào có những cái sân chơi bổ ích để mà giao lưu thể thao không chỉ trong đồng bào Khmer mà với đồng bào Kinh. Là địa phương có 4 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống nên An Giang có nhiều nét văn hóa phong phú. Vì thế, ngoài lễ hội đua bò của đồng bào Khmer, nét văn hóa của đồng bào Chăm cũng được tỉnh An Giang chú trọng gìn giữ, phát triển nhằm thu hút du khách gần xa. Khách du lịch tham quan làng bè, xong rồi cái làng Chăm. Và thì hiện nay do những cái màu sắc nó dễ là mới lạ nữa thì càng thu hút khách đến càng ngày càng lúc càng nhiều. Mới phát triển nghề du lịch đó, khách lại sau khoảng 5 năm sau là khách ngày đông rất là đông luôn. Các sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh An Giang là điểm nhấn thu hút du khách, góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, đem lại lợi ích cho người kinh doanh, cộng đồng cư dân bản địa và những du khách. Quý vị thân mến, hầm than là một nghề truyền thống đặc trưng gắn bó với người dân vùng đất mũi Cà Mau từ bao đời nay. Nghề hầm than rất vất vả, lấm lem và thu nhập không cao, nhưng ở một số địa phương, nhiều người vẫn quyết tâm giữ gìn và bám trụ với nghề. Câu chuyện này cũng sẽ khép lại về miền Cửu Long hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đầu tiên thì mình vô mình cưa ra 4 tấc 5. Rồi sau đó thì bắt đầu là mình chất vô, mình sẽ đẩy cưa rồi, bắt đầu mình đẩy vô rồi mình chất vô lò. Xong đó là mình đốt có thể là một tháng ngoài, rồi bắt đầu mình để nguội nữa thì 20 ngày nữa cái lò than nó mới nguội. Rồi bắt đầu là nguội xong rồi mình mới ra được cái cục than, rới ra tới thành phẩm là phải 2 tháng trời. Hồi đó thì giờ mình cũng làm cái nghề rừng này nên là mình gắn bó cái nghề này, với mình yêu cái nghề này. Ở xứ rừng ngập mặn thì người dân ai cũng biết ít nhiều về hầm than để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Riêng để kiếm tiền từ nghề than rất khó vì nặng nhọc và lắm lem. Em ra lò trong đó, em ra lò luôn rồi em vô lò lại luôn, vô củi lại luôn á. Thì nói chung là ra lò thì người ta mướn ra lò thì em ra lò, vô lò thì cũng làm được luôn, nói chung là làm được tất cả đó. Cực kỳ vui, cái như mằng ở đông tới đợt ra vô ra mình mằng đông á thì nó vui. Còn những cái bữa lò vô đầy rồi đốt có nên em đốt mà không có vui đâu. À, có cái nó khỏe nhàn. Còn như giờ chứ mấy chị em mà súm mà mặn nè, thì đông rồi vui giỡn hết rồi cười vậy đó. Người làm nghề hầm than nhiều năm chỉ cần nhìn khói đốt lò là biết được than đã đủ lửa hay chưa. Mỗi lò tùy theo độ lớn nhỏ mà cho ra sản lượng từ 12 đến 15 tấn than. Trước đây cũng không có đầu vào đầu ra ổn định, rồi bây giờ cũng ổn định rồi. Nói chung giờ cũng có mối mang đồ ở thành phố, rồi Vũng Tàu, rồi Lâm Đồng, đồ này kia. Người ta cũng tìm tới, người ta giao thương với mình, người ta mua bán với mình. Ngày nay do sử dụng nhiều các nhiên liệu như ga, điện, nên việc sử dụng than đã giảm. Mặc dù vậy, nhưng nghề hầm than ở Cà Mau vẫn luôn đỏ lửa. Dù vất vả, nhưng nhiều người vẫn quyết tâm giữ gìn, xem như một nguồn lợi mà thiên nhiên ban tặng.